và xem thì thấy cái khúc này nó rất là hay. Xong rồi mới quay cái video lại trước cái ngày đi diễn thì quay đăng lên trên fanpage thì nhận được rất là nhiều yêu cầu và những sự yêu thích là hôm nay trong cái đêm mini show sẽ trình bày lại ca khúc này. Và bây giờ nhà xin mời tất cả quý vị cùng nghe Cơn Mơ Bằng Dài. Sous la colonne.